Nimani banjasika madhani sadukang katua ngapamadena nicakalang samarakthitappa Vâng, rồi phải nói mình hình theo chứ được trong sạch đừng có dễ vui tim. A ma phàn tê dạ xin vâng. Bhadai sile nani putin yon ti tat mai silang viso tha ye. Các chúng sanh sanh về cõi trời cũng như dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dự giới bởi cái cho nên Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch định đệ lắm nhờ. Sa thủ lành thai Uttamang ghê na hoàn đề hàng bà đa bằng sầm vá rút tám ăn Bút thê vô khá lý tô đô sô bút thô khá má tu tăng ma măng. Con đem mặt đầm thành kính cúi đầu làm lễ với trần với chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hàng thấp mạnh cha đu quý thằng quá rằng thấm mẹ vô ca li tô đồ sô thấm mô khám a tu tăng ma mằng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hàng sanh thành cha đô quy đốt ta mạng sang khệ vô khá lý tổ đô sô sang khổ khá ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Tu sắp mong gà lăng rắc khăn tu sắp đế vá ta sắp bụt đá hai nô phá vệ nị sá đá sô thi phú văn tu tế phú vá tu sắp mong gà lăng rắc khăn tu sắp đế vá ta sắp bật phẩm mai nô phá vệ nị sá đá sô thi phú văn tu tế phú vá tu sắp mong gà lăng rắc khăn tu sắp đế vá ta sắp bật phẩm đá hai nô phá vệ nị sá đá sô thi phú văn tu tế tất cả hành phúc hẳn cho đến người tổ xin chỉ thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người số thành lập thôn. Sư lý tô vô rô nô hô bô tát sa sa nê rô gô sư lý tô hô y sa hạ sa bế nhà tí phí sa tha la tha sư lý tô vô rô nô hô bô tát sa sa nê rô gà sư lý tô hô sa hạ sa bế nhà tí phí tê an tha la tha sư lý tô vô rô nô hô bô tát sa sa nê rô gà sư lý tô hô sa hạ sa bế thì nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai Akasattha Chappamattha Devanaga Mathika Bunyangno Anumodan Thu Chi Rang Rakkhan Tu Sa Sa Nang Akasattha Chappamattha Devanaga Mathika Bunyangno Anumodan Thu Chi Rang Rakkhan Tu No Garo Akasattha Chappamattha Devanaga Mất thi ca bốn nhân nô anh nô mô đàn tu chi rằng rắc hành tu nhà ta vô a ca sát tha chá phùm mát tha đê hoa na ga. Mất thi ca bốn nhân nô anh nô mô đàn tu chi rằng rắc hành tu bà ni nô
Akasattha cha phummattha devanaga mantika Bunyang no anumodantu chi lăng rakkantu no sada. Chữ thiên ngữ trên hư địa cầu thần ngữ rõ thông mọi điều. Lâm vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ ăn vui lâu dài. Viên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu. Vô sanh dặn kinh chi cú sa la cấm măng cách tắp băng kỳ ri dặn mã ma ca dê na hoàng cha ma na sa tí đa xê su ga tăng ca tăng dê sạch ta sanh nhi nô ác thi dê cha sạch ta a sanh nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàng tu tê dê tăng ca tăng xuôi đi tăng đinh năng quân nhã pha lăng ma già dê cha tát tha na cha nan ti đề qua gan tòa ni quê đã dùm sắp bê lô cầm hi dê ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nhuồn nhằn phổ cha năng sắp bề la phàm tu ma ma chê ta xa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành giáo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân vang. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhà thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bảo cúng dường quá thành thực phẩm. Mùi hương thỏa lòng. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chật phạt ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn sống, dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng. Tri tuệ càng hiển minh chuyên cần không quyển niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê. Nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh, trọn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hết thải chúng hữu tình lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh trọn muôn phúc, đừng lừa đảo lẫn nhau chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si. Hoặc vì nuôi quan tưởng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở, đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên dưới già quanh mình, không hẹp hòi quan trại, không giận hờn hoàn thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử ý đặng quá ta mê buồn nhang sa quát ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mõn viên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ con xin dâng mít lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy.
Ya Namo Thammaya Namo Sankhaya. Chư tiên kính lễ chư tôn thì được tăng trong những niên nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong tổ Phật ngôn 224. Trước khi em bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratana Tayasa Vandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaru Vicchetako Lokasatata Chana Dhammako Vido Vandama Hantang Narappu Chana Yakang Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông báo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đề Bồ Tát Ta Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Sa Pa Nhu Bút Tha Bát Đề Bồ Tát Sa Nha Tô Văn Đa Ma Hân Tâm Na Ra Phu Cha Này Giác Cần Pháp Bảo Quý Như Ánh Bạc Như Lai Soi Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá Tan Lầm Lạc Dũng Sinh Đầy Dẫn Phật Tổ Con Minh Tổ Hà Con xin đảnh lễ Pháp Quang Đảng cho công chung Nhân gian cũng dường Sân khu su thô su khách tá sơ sa quá khô chết khá chú ta mô quá khá thầm mất chết khá khô niên đa bất sân sa di á nà đá rô quá rô quần đà má hành tầng đá rắc phù. Trên này nhắc rằng, tăng bảo thinh văn vật đà, tâm học môn rõ để mà phát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, sơ lệ thể pháp hàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Ratana tayate je na sikha me e tuatanang tasa bi anupave na sahasaye na sichatu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bụt thầy gia phần tán dương ân đức tâm bảo đã xong bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 224 sách chẳng phát nề nắp cút chạy giá sách chẳng phát nề nắp cút chạy giá sách chẳng phát nề nắp cút chạy giá Câu đầu tiên có được bốn từ sát chăng là một, pha nề là hai, na là ba, út chay ya là bốn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ sát chăng do cái từ sát cha, nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakadinga. Và chữ sát cha này được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ gia quyền pháp tí gây cao quá trình ạ cho nên sách cha biến thành sách chân. Sách chân là lời chân thật. Sách chân là lời chân thật. Từ thứ hai, phát nê. Phát nê do căn ngữ phân. Đây là một cái động từ. Số ít hãy nên nói hai từ này đi chung chất chân pha nê là hãy nên nói lời chân thật từ thứ ba chắc quý vị biết rồi ha từ thứ ba là không đã và từ thứ tư kuchaya đây là một động từ động từ này cũng động từ số ít là phẫn nộ giống như chữ cô tha vậy ha bởi vì đây là cái phẩm
phô thá phẩm phẫn nộ thì chữ cút chay giá có nghĩa là phẫn nộ, cũng giống như chữ cô thá. Nhưng mà có gì na ở bên chết là cút chay giá là không nên phẫn nộ, không nên phẫn nộ ha. Có gì na, còn không có gì na có nghĩa là cút chay giá là phẫn nộ. Vậy thì câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa nên nói sự thật, không nên phẫn nộ. Nên nói sự thật, không nên phẫn nộ. Câu số 2 câu số 2 đất chấp bát mềm bị già chi tổ đất chấp bát mềm bị già chi tổ đất chấp bát mềm bị già chi tổ. Chúng ta thấy trong cái câu này, câu số 2 này, trường âm rất là nhiều, chỉ có hai đoạn âm mà thôi, đó là chữ bí và chữ chí ha. Còn bao nhiêu? Tới 6 trường âm ha. Câu đầu tiên đắp chấp bát mềm bí, cái chữ này là một nhóm từ, nó đi chung trong đó, một nhóm từ đi chung trong đó. Chữ, ví dụ như chữ đắc cha, chữ đắc cha, đây là một cái từ mà do cơ ngữ đa na, nhưng mà chữ đắc cha này nó là một động từ, động từ bố thí, nhưng mà đây là hãy cho, động từ số ít, đắc cha hãy cho. Đất chấp bát mềm bị, có chữ áp bị ở sau nữa. Hãy cho khi mà được yêu cầu, khi mà được yêu cầu. Chữ gia chi tô này ha, chữ áp bí, chữ áp bí thì chắc quý vị cũng biết là ha, nó là một liên từ. Chữ áp bí có nghĩa gì đây bà con ơi? Đất cha hả, đất cha nó đi chung với chữ chữ pasmin bit, ở đây tức là cái từ này yêu cầu ha, yêu cầu. Chị appa đây là chút ít, đất cha cộng với appa, nhưng mà chị appa đây chút ít, không phải là cũng vậy, chị appi là cũng vậy, nhưng mà chị appa là nhỏ nhoi chút ít á. Nhưng mà đây Apasmin là cái chia thứ bảy, cái chia thứ bảy của nó, tức là trong cái chút ít nhỏ nhòi đó, trong chút ít nhỏ nhòi đó. Tức là hãy cho chút ít nhỏ nhòi đó. Rồi cái từ sau á, cái từ sau là một cái động từ để cho chúng ta thấy gia chi tô, động từ này nó đứng làm chủ từ, bởi vì nó là cái dạng quá khứ phân từ số ít,
gia dị tô. Gia dị tô ở đây do căn ngữ gia cộng với y tá mà nó đứng làm chủ từ, gia chi tá nó biến thành gia chi tô, tức là đã được xin, đã được yêu cầu, đã được xin, đã được yêu cầu. Nhưng mà đã được xin, đã được yêu cầu ở đây ám chỉ cho những cái người có những cái người mà họ đi xin nhưng mà không đòi hỏi, đi xin mà không đòi hỏi, có nghĩa là sao? Ví dụ họ nhận vật thực vừa phải, vừa đủ dùng, chứ không có tham lam ha. Họ chỉ nhận toàn là vật thực, nhưng mà họ không yêu cầu phải để cho tôi đồ chay đồ mặn, hoặc là phải để cho tôi món này món kia. Tức là khi mà họ đi xin như vậy, đứng trước nhà trong cái hình thức đi xin, nhưng mà hình thức đi xin này là một hình thức đi xin cao thượng, gia trị tô. Cao thượng có nghĩa là ăn cho gì cho, nhưng mà để cho những cái mà coi như là phi pháp phi luật, tức là nhận đúng cái pháp luật đã cho phép, đi xin ăn vừa đủ cái bụng của mình thì thôi, chứ không có phải đi xin cho đầy cái bình bát, về cho vợ cho con, rồi về ngồi lo đi đếm tiền cho mệt nghỉ, không phải như vậy. Mà ở đây đi xin chỉ thuần là vật thực, mà vật thực đó vừa khả năng vừa sức lực của mình dùng đủ thì nghỉ. Mà cũng đi xin không có ý nghĩa là phải yêu cầu phải thứ này món nọ. Đã được yêu cầu ở đây tức là được thí chủ yêu cầu hãy đến nhà của chúng tôi trong mỗi buổi sáng. Quý vị biết rằng khi chị gia chị tô này, khi mà chúng tôi đi xuống miền Tây đi học, thì quý vị biết rằng ông cả ông chỉ chia vô trong cái nhóm nào, trong cái cốc nào, thì cái cốc đó vị cốc chủ của nó quản lý và chỉ định cho chúng tôi hãy đi khất thực theo con đường đó, và đi theo những vị sư này mà thi chủ đã yêu cầu. Khả năng chúng tôi sống trên con đường này chỉ để bác cúng dường được ví dụ như 10 ông sư thôi. Trên 10 ông sư là chúng tôi không đủ khả năng. Họ đã yêu cầu như vậy. Và sự đi gia dị tô ở đây tức là chúng tôi đi xin không có đòi hỏi. Họ cho cái gì nhận cái đó. Mà họ cũng là những người Phật tử thuần thành đã từng xuất gia, và bây giờ vì nhân duyên không đi chọn, họ nửa đường gãy gánh, họ về thành lập gia đình. Nhưng mà luật họ vẫn hiểu, vẫn biết, và họ là những người hộ pháp rất là tích cực. Cho nên đã được yêu cầu ở đây có nghĩa là người hộ pháp họ yêu cầu như vậy, và những người đi xin gia trị tô không được đòi hỏi và có sự trì tục, họ cho gì những cái đó. Rồi cái câu số 2, đất chấp bát mềm bi gia trị tô, khi được yêu cầu nên bố thí dầu chỉ có chút ít. Khi được yêu cầu nên bố thí dầu chỉ có chút ít. Câu số 2, và câu số 3, ê tê hí tì hí thà lê hí, ê tê hí tì hí thà lê hí, ê tê hí tì hí thà nề hí. Câu số 3 có 3 từ, ê tê hí là 1, tì hí là 2, thà nề hí là 3. Câu số 3 có 3 chữ hí ha. Chữ ê tê hí do cái từ ê ta,
Ê tá là một đại từ ha, một đại từ. Nhưng mà chữ ê tá này được chia theo cách số 3. Ta thì giao bị phát tí ê câu quá trình ạ. Cách chia này, cách chia số nhiều ha. Cho nên chữ ê tá biến thành ê tê hí. Ê tê hí là với cái này, với do những cái này, với những cái này, do những cái này, ê tê hí. Nhưng mà do với cái gì, tí hí do cái từ tí. Đây nói về số thứ tự 1, 2, 3, 4 ha. Nhưng mà chữ tí này có nghĩa là số 3. Nhưng mà số 3 ở đây nó chữ tí này cũng được chia theo sử dụng cách số nhiều. Bà thơ mà coi như ta tỷ gia quỳ phát tí bà hữu quá chẳng ha. Cho nên chữ tí biến thành tí hí. Tí hí với ba cái gì? Với ba yếu tố này ha, do hai từ này e tê hí tê hí với ba cái này ha, với ba yếu tố này do ba cái này tức là hai chữ này nó đi chung. Ông chị tha nê hí, đúng rồi, chị tha nê hí là chị cái vị trí, cái yếu tố, cái chỗ đứng. Chị tha nê hí do cái từ thi tí là đứng. Như vậy thì chị tha nê hí do cái căn ngữ tha, do căn ngữ tha, và nó cũng được chia theo sử dụng cách số nhiều. Ta tỷ gia quỳ phát tí bà hữu quá chẳng hạn, yếu tố, chỗ đứng, vị trí. Thì câu số 3 này ý nghĩa rất dễ. Câu số 3 với ba yếu tố này ha, với ba yếu tố này, với ba cái vị trí này, đó là ý nghĩa câu số 3. Rồi câu số 4, gacche de wa na santike, gacche de wa na santike, gacche de wa na santike. Chữ gacche quý vị biết rồi ha. Gacche là có thể đi đến, do động từ gacchati, gacche có thể đi đến. Và cái vị trí của nó là đi đến đâu? Dewana, do cái từ Dewa. Dewa là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Và chữ Dewa này được chia theo cái gì? Sở hữu cách số nhiều ha. Sở hữu cách số nhiều thì nó phải là Dewa năng. Đề hòa năng của chư thiên. Nhưng mà đây là đề hòa ha. Cái này hơi rắc rối ha. Chỉ đề hòa năng mới là của chư thiên. Còn hòa ná nè, cái này nghiên cứu lại. Và sanh tí kê, cái chữ cuối cùng sanh tí kê do cái từ sanh tí ca. Sanh tí ca là một danh từ trung tính, Akranta nó cùng tất cả lĩnh ra. Santika ở đây được chia theo định sở cách số x. Định sở cách số x tức là sát tầm ý vì phát tí e câu quá trình
À, tức là cái chia của cái số 7 này, số ít của nó chính là E, Amhi Asmin và Santike, cũng là một trong ba cái cách chia số ít của Satami Gupati Ekawajana. Santike có nghĩa là ở gần, Santike là ở gần Santika. Vậy thì ở đây câu số 4 Gache Dewa na Santike. Gache Dewa na Santike. Nếu mà đúng về phương pháp thì Gache Dewa nang Santike. Nhưng mà cứ giữ nguyên vậy đi, rồi sau này rắc rối thì chúng ta sẽ đi sâu vô chi tiết. Câu số 4 này ý nghĩa có thể đi đến thế giới của chư thiền, hoặc là có thể đi đến ở gần của chư thiền, ở gần hay là nơi hiện diện của chư thiền. Rồi, như vậy thì ý nghĩa từ câu 224 cho chúng ta ý nghĩa: nên nói thật, không nên phẫn nộ. Khi được yêu cầu nên bố thí dầu chỉ có chút ít. Với ba yếu tố này có thể đi đến thế giới nơi hiện diện của chư thiền. Nên nói sự thật, không nên phẫn nộ. Khi được yêu cầu nên bố thí dầu chỉ có chút ít. Với ba yếu tố này có thể đi đến thế giới của chư thiền. Và ngài Hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: chân thật là đức đứng đầu, chân thật là đức làm đầu. Chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dấu nghèo vẫn chẳng riết rong. Ba điều tốt ấy thông dòng cảnh trời. Chân thật là đức làm đầu. Chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng riết rong. Ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Và ngài Hòa thượng Minh Châu nói thật, không phẫn nộ của ích thí người xin. Nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Nói thật, không phẫn nộ của ích thí người xin. Nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào bài học ngày hôm nay. Và trường âm và đoạn âm chúng ta nắm vững ha. Nghe rồi đọc tới đâu biết tới đó. Bởi vì quý vị cũng biết ha, khi chúng ta đọc, chúng ta tụng mà mình tự tin lên chính mình thì mình cảm thấy rằng đúng sai mình biết. Chứ không phải là người ta đọc nghe cái giọng du dương trầm bổng, ô hay quá, đúng quá, tốt quá, không phải vậy đâu. Mà đúng hay sai là do cái vấn đề trường âm và đoạn âm. Nhiều khi chúng ta nghe êm tai cho là đúng, không phải vậy đâu. Câu đầu tiên, sách chân phát nề nó cút chày ra. Sách chân phát nề nó cút chày ra. Sách chân phát nề nó cút chày ra. Câu này có bao nhiêu trường âm? Rồi, chắc quên hết rồi. Câu này có bao nhiêu trường âm? Một mình Sích Kim nói tới 10 trường âm luôn cả, sợ chưa? À,
chích kim, chích nhiệt quần, chích mê ta, nó có 5 trường âm. À, câu thứ nhất có 5 trường âm. Vậy thì bao nhiêu đoạn âm? Trường âm có 5 thì đoạn âm có câu 3. Chính xác, bởi vì đây là một loại thơ có 8 âm từ. À, 5 trường âm, 3 đoạn âm. Và trong ba cái trong 5 trường âm này á, thì quý vị thấy rằng có bao nhiêu trường âm thông thường, có bao nhiêu trường âm thông thường. À, quý vị nói chỉ có một trường âm thông thường, đó chính là chữ nê. Chữ nê, cái chữ mà có cái nút ruồi phía trước á. À, chữ nê này nó là một trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm nhắn, bao nhiêu trường âm nhắn. À, trường âm nhắn ba vị này nó có 3 trường âm nhắn, đó chính là chữ sắt là 1 ha, chữ cốt là 2 ha, chữ chay là 3. Chính xác, đó là 3 trường âm nhắn. Và bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có 1, đó chính là chữ chân ha. Chữ chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì cái câu này gom lại có tất cả là 5 trường âm ha. Và câu này được đầy đủ 3 loại trường âm. À, quý vị nắm vững chưa? À, chưa chắc ha. Thì bây giờ con người đem phân tích lại cho nó rõ ha. Rồi, khi nãy giờ quý vị ngồi nhìn thấy xích kim này, xích nhật quân này, xích mê ta này ha, đại diện cho quý vị để cho biết trường âm, đoạn âm như vậy. Thì bây giờ quý vị chỉ gom lại cho đúng ý của những vị ở trên thôi ha. Rồi, mời xin Dung Nguyễn. Alo, xin Dung Nguyễn có chút máy không? Câu thứ nhất là một câu mà người ta đã phân tích xong hết rồi. Bây giờ chỉ lên gom lại, ôn lại làm sao cho nó hoàn hảo. Alo, xin Dung Nguyễn ơi, có mặt đặt tên ha. Bây giờ có mặt mà không mời lên, nó ô khi dễ hôm qua, khi dễ qua không mời lên. Bây giờ mời lên là không chịu đưa tay nữa chứ, khổ thiệt. Alo, xin Dung Nguyễn, đâu rồi? À, rồi, xin Christina. À, xin Christina. Rồi, chắc cũng đang thấy người ta không đưa tay cũng bất chấp luôn hả? Rồi, xin Thi Lâm ơi, là xin Thi Lâm. Ba người. Trong đạo tràng của chúng ta đưa lên những con số và ba người còn lại thường người im ru. À, dạ đưa tay, trời đất ơi không chịu đưa tay. À, dạ ai nghe đâu. À, câu đầu tiên này phân tích làm sao Sĩ Dung Nguyễn? Sĩ Dung Nguyễn mà lên này, một tí nữa Sĩ Quyết Kỳ Na mới lên ha. Sĩ Quyết Kỳ Na lên rồi thì Sĩ Thị Lâm hồi đó mới mạnh dạn nhá. Rồi, bàn tay đã mất tiêu rồi, đưa tay lên chứ không thảm mấy cô xuống là coi như bể luôn. À, Sách Trần Phát Đề Đất Quốc Thầy Gia, xin mời. Dạ, kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Trí Đức. Con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Hoàng, dạ cô Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phân tích câu số 1 ạ. À,
sắc chăng phân nê ná cút chê giác sắc chăng phân nê ná cút chê giác sắc chăng phân nê ná cút chê giác và sắc là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phân là dạ phân là phá là dạ phá là đoạn âm nghe thì chẳng không chỗ này không quỵ làm sao rồi nê là chẳng phá nê ná cút xe giá dạ là trường âm đường ná là đoạn âm cút là đoạn âm chay chay là đoạn âm và chay là trường âm dạ dạ tôi không phân tích lại ạ. Chắc sắc là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, cút là cút là đoạn âm, chay là trường âm đây là trường âm và trường âm thông thường giá là đoạn âm và trong cái câu này thì con thấy có ba loại trường âm dạ con đã phân tích xong rồi mà con thấy con sai ở cái chỗ cái từ cuối cùng không biết cái gì con xin ngài sửa lại cho con ạ. Dạ con kính dâng hết đến ngài ạ, con Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sa thủ Thích Dung Nguyễn sai và biết sai đó chính là một cái điều mà chúng ta đức phục thiện sai mà biết sai nhưng mà không biết sai nó như thế nào nhưng mà chắc chắn là có sai đó. Rồi bây giờ xin su khá và lúc khá này đúng và sai này lên phân tích lại cái chỗ cái câu này sách chẳng phá nề nó cút chay giá sĩ su khá rồi sĩ su khá mà lên phân tích đúng là su khá mà phân tích mà giống như sĩ dung nguyễn là đúc khá bây giờ mời sĩ su khá ha. Alo. Alo. Alo, alo. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Kim cô Hoa Nguyệt cho con biết tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bổn Thầy, đó là mô tham ma, đó là mô sang kha đó. Dạ, con vừa vào sư đã gọi con lên rồi không biết con trả lời như nào ạ. Dạ. Dạ con cũng xin phép sư và các cô chú để con phân tích đoạn số 1 của câu kinh Pháp Cú số 224. Sắc chẳng pha lê na cút chay giá. Sắc là trường âm nhấn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là
đoạn âm, nê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, cút là trường âm nhấn, chây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Dạ, câu này có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm nhấn có ba từ sắc, cút, chây, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ trăng, và trường âm thông thường có chữ nê. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Không biết là sao ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Alo, sư Su Kha, một đống hoa là an toàn rồi ha. Là chính xác rồi. Bây giờ sư Dung Nguyễn, sự phân tích của sư Dung Nguyễn chữ cút chay giá, mấy từ đầu thì đúng hết rồi, chỉ có cái từ mà phát đê ha, những lần đầu tiên thì đọc là sai, đọc là phanh, chữ phanh chứ không phải là phát đê. Nhưng mà sau chỉnh lại thì phát đê là đúng. Nhưng mà khi mà phân tích cái chữ cút chay giá thì sư Dung Nguyễn nói rằng chữ cút đó là một đoạn âm, chữ chay là một trường âm thông thường. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà không giống như sư Su Kha. Sư Su Kha phân tích xong mà quý vị thấy bông hoa xanh xanh đỏ đỏ mấy đứa nhỏ nó mừng liền ha. Còn sư Dung Nguyễn phân tích xong mà chẳng có bông hoa nào hết. Và biết chắc rằng mình đã bị lúng túng, không được tự tin trong cái từ cút chày da. Rồi nhớ ha. Không sao. Chính những cái vấn đề mà chúng ta sai mà sửa sai, biết rằng mình sai chỗ đó luôn. Nhưng mà sư Su Kha để lên để làm sáng tỏ vấn đề ha. Rồi chú tâm một chút, hồi nãy giờ đọc mà chữ phá nê đọc qua như vậy mà cũng chắc mận công việc gì đó cho nên không có chú tâm theo dõi. Rồi bây giờ học với chú tâm chứ, học mà vô đây để cái nick đó là ngồi chơi sơn nước hoặc là làm chuyện khác thì sao mà tiếp thu được. Rồi như vậy câu đầu tiên là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường chữ lê, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ chăm, trường âm nhắn là chữ sắc, chữ cút, chữ chay. Câu này có đầy đủ ba loại trường âm ha. Như vậy trường âm của nó có tất cả là năm. Chữ sắt nè, chữ chân nè, chữ nê nè, chữ cút nè, chữ chày. Và ba đoạn âm đó là chữ phá là một, mà chữ ná là hai, chữ giá là ba. Ba đoạn âm. Rồi như vậy là xong ha. Bây giờ qua câu số 2. Đắc chấp bát mềm bị già chi tổ, đắc chấp bát mềm bị già chi tổ, đắc chấp bát mềm bị già chi tổ. Đây là một câu khó ha. Quý vị thấy rằng trong cái câu này quý vị thấy được bao nhiêu đoạn âm, bao nhiêu đoạn âm? Vâng, đoạn âm có hai, đó là chữ bí và chữ chí. Bí và chí là hai đoạn âm trong câu số 2. Như vậy thì còn lại tất cả là bảy trường âm, phải không? Còn lại tất cả là bảy trường âm, phải đúng không? Im ru à? Đúng cũng được, phải sai cũng được hả? Rồi sư Su Kha nó có sao à? Cảm ơn mình chào Sích Niệm Từ. Sích Niệm Từ có thấy rõ bài học hay không?
Alo, xin niệm từ câu số 2. Xin niệm từ, thấy rõ không? Trong câu số 2 này á, xin niệm từ nghĩ sao về câu số 2? Mời bàn tay xin niệm từ. Trước tiên là thử âm thanh ha, rồi phân tích luôn câu số 2 ha. Rồi mời xin niệm từ. Gà vẫn còn nhắc lên cái lá kìa. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Trung Đức. Con kính lễ Quý Cô Tu Nữ. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Cảm ơn Sư Như Hoàng, cảm ơn Sư Kim đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích câu. Dạ, câu số 2 ạ. Cảm ơn Sư Như Hoàng đã đưa bài lên. Dạ. Đắc áp bát minh bí già chi tô. Đắc áp bát minh bí già chi tô. Dạ, đắc là dạ con thấy chưa rõ để con nhìn. Dạ, das là trường âm nhấn, chap là trường âm nhấn, pas là trường âm nhấn, min là trường âm nhấn, bi là đoạn âm, ya là trường âm. Dạ, dạ, dạ nghe được chưa? Dạ, một, dạ. Dạ, cảm ơn Sư Trung Nguyễn. Dạ, dạ, cảm ơn Sư Trung. Dạ. Dạ, cảm ơn Sư Phá. Dạ, bây giờ con xin phân tích lại câu số 2. Dạ, đã. Chí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ sao không nghe ngoài. Dạ. Dạ, bây giờ nghe được chưa nha? Sư Trung Nguyễn. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn Sư Trung Nguyễn nha. Dạ. Đã Đát chát bát minh bí dạ chí tô. Dạ, đát là trường âm nhấn, chát là trường âm nhấn. Dạ, bí là đoạn âm. Ba là gia là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, như chỉ có hai loại trường âm á thưa ngài. Dạ, trường âm nhấn và trường âm thông thường, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Dạ, dạ tại chắc tại máy của niệm từ đó Sis Kim. Dạ, dạ Sis Kim kỳ quá ha. Dạ, niệm từ cũng cố gắng lắm rồi đó. Dạ, chỉ có hai loại trường âm thưa ngài, trường âm nhấn và trường âm thông thường. Dạ, dạ vậy thôi con xuống mấy để con sửa máy lại.
Dạ không thôi, đạo tràng không cũng không có nghe được á. Dạ dạ con xin sám hối với ngài. Dạ dạ bây giờ nghe được chưa sis? Sis Kim, sis Kim ơi. Dạ dạ cảm ơn sis Kim ha. Dạ bây giờ thì Nam Từ cũng cố gắng, Nam Từ kéo bài xuống. Tát cháp bát minh bí gia chí tô. Tát là trường âm nhấn, cháp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, minh là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ như vậy trong câu này có hai loại trường âm, trường âm nhấn và trường âm thông thường, không có trường đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm nhấn thì có 1, 2, 3, 4 trường âm nhấn. Trường âm thông thường thì có 2, gia và tô. Đoạn âm thì có 2, bí và chí. Dạ, con đã phân tích xong. Con không biết là đạo tràng và hồi sư có nghe rõ con phân tích hay không. Dạ, vậy con xin dâng bích lại cho ngài. Không có con sai, ngài sửa lời dùm con ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Sa thủ, sa thủ, xích niệm từ. Phân tích như vậy thì không có chỗ nào sai cả. Tức là trường âm nhấn có 4, chữ đắc, chữ chóc, chữ bát, chữ minh. Và trường âm thông thường có 2 là chữ gia và chữ tô. Và 2 đoạn âm là bí, chí, rất là chính xác. Nhưng mà tại sao thấy mặt đặt tên? Bởi vì cô đây sinh hoạt, mà nếu quý vị không cầm với cô được, đó là một sự thiệt thòi. Học thì phải hỏi, nhưng mà bây giờ cái máy móc của chúng ta mà không có cầm với cô được thì làm sao mà hỏi. Chính vì vậy sai và đúng, chúng ta phải thể hiện qua cái giọng nói. Đây là pháp học ha. Cho nên chúng ta học và hỏi. Và cái đường truyền, cái âm thanh, cái máy của chúng ta cũng là một cái sự kiện quan trọng khi mà chúng ta đến với đạo tràng. Thì quý vị cũng đừng có nghĩ rằng sao mà thấy mới bước chân vô là kéo lên liền hay là mất bình tĩnh. Khi mà quý vị mới đến với đạo tràng mà chúng tôi mời lên và trong cái sự coi như là cái bản lãnh của mình sẽ thể hiện. Tức là khi mình nhìn vô đối tượng là mình phân tích, mình biết đúng, biết sai, mình kiểm nghiệm lại chính mình. Chứ còn ví dụ quý vị vô mà sớm quá ha, thì quý vị nắm biết hết rồi. Còn những vị mà mới vô nghe kêu lên cái giật mình liền ha. Nhưng mà cái giật mình để nhìn lại chính mình, coi cái bản lãnh của mình như thế nào. Chứ quý vị đừng ở ngoài, đừng có thấy rằng chúng tôi kêu lên là bộ ông ghét mình lắm hay sao mà thấy mặt là kêu lên liền vậy, làm quê là mất bình tĩnh rồi phân tích sai rồi quý vị trốn luôn. Không phải vậy đâu, mà quý vị thể hiện cái bản lãnh của mình khi đến với đạo tràng và nhìn ngay cái đối tượng đó để trắc nghiệm chính bản thân của mình, cái bản lãnh của mình như thế nào. Đúng rồi, sư Trung Nguyễn đâu có sợ đâu, quý vị coi như là những người mà coi như đã vượt lên chính mình thì đâu có sợ gì đâu ha. Kéo là lên liền mà. Sa thủ xích niệm từ ha. Câu thứ hai phân tích không có chỗ nào sai sót. Sa thủ ha. Như vậy thì câu số 1, câu số 2 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Sách chẳng phát nề nạc cút chày giá đất
Chappasmimpiyachito Satyang Phane Nakuchayadat Chappasmimpiyachito Satyang Phane Nakuchayadat Chappasmimpiyachito. Right, bây giờ chúng ta qua câu số 3. Ê tê hi tì hi tha nê hi. Ê tê hi tì hi tha nê hi. Ê tê hi tì hi tha nê hi. Câu số 3 là một câu đặc biệt. Quý vị thấy đặc biệt câu số 3 này như thế nào? Nhiều hí quá, câu số 3 thì phải 3 hí sẽ ra nhiều. Câu số 3 phải là 3 hí là đúng rồi, sao mà nhiều, đâu có thứ tư đâu mà nhiều. Số 3 là 3 hí. Sĩ Kim nói cái câu này là một câu chỉ có một trường âm, không phải là một loại trường âm. Một loại trường âm thì nghe có lý ha. Chứ quý vị nói là câu số 3 này chỉ có một trường âm là thấy không biết làm sao nữa. Rồi, tại sao mà tiền hậu bất nhất như vậy không biết nữa. Alo, Sĩ Thi Lâm ngồi yên ru. Hôm nay thứ bảy tham gia sinh hoạt được mà. Sĩ Thi Lâm, câu số 3 này tại sao số 3 là 3 chữ ý? Sao mà kỳ quá. Rồi Sĩ Kim nói chỉ có một trường âm, rồi cái nhắc thêm là một loại trường âm. Sĩ Thi Lâm nghĩ làm sao? Alo, Sĩ Thi Lâm có chiếc máy không? Như vậy là không có chiếc máy rồi. Có là đưa tay liền. Bởi vì quý vị biết Sĩ Thi Lâm cũng là một cái người mà hơi hiếu động. Cho nên là này, đi vô sở thú chọc sư tử, rồi sư tử rượt là treo lên cây rồi nói trâu vô dữ không. Nhưng mà không có chiếc máy, chứ có chiếc máy là đưa tay liền à. Rồi bây giờ Sĩ Thi Lâm không có, mời Sĩ Meta. Alo Sĩ Meta ơi, câu số 3 này tại sao Sĩ Kim nói có một trường âm rồi một loại trường âm là sao? Mời Sĩ Meta làm sáng tỏ dùm câu số 3. Rồi Sĩ Meta cũng bận cái gì rồi, đi đâu mục tiêu rồi. Đã mất tiêu rồi. Sĩ Christina phân tích câu trả. Sĩ Mê Tài đề tài rồi. Xin lỗi. Dạ, Nam Mô Bố Tha Dạ, Nam Mô Thầm Mai Dạ, Nam Mô Sàng Khả Dạ. Còn kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Thượng Đức Tăng. Còn kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, ngày kia thì con lên. Dạ con xin, dạ để con, dạ con xin phân tích cái câu thứ 3. Ê tê hí, tì hí, thà nề hí. Dạ, cái câu này nó chỉ có một loại trường âm duy nhất thôi. Dạ đó là trường âm thông thường. Dạ, ê là trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nê trường âm thông thường, và hí là đoạn âm. Và như vậy nó có tới 5 cái trường âm thông thường, đó là ê, tê, ti, tha, nê, và còn lại là 3 đoạn âm là 3 chữ hí. Và hai loại trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì không có. Dạ con đã xong, con xin xuống mic ạ.
sa tu sikmeta, sikmeta làm sáng tỏ vấn đề. Trong khi Sikkim nói rằng chỉ có một trường âm, nhưng mà Sikkimeta phân tích thì chúng ta thấy tới 5 trường âm luôn, chứ không phải là một trường âm ha. Nhưng mà 5 trường âm đó thì coi như theo Sikkim nói là một loại trường âm mà thôi ha. Chỉ có một loại trường âm chứ không phải chỉ có một trường âm ha. Trong hai cái câu trái lan của Sikkim thì đúng một câu, còn một câu sai. Ai sa tu Sikkimeta làm sáng tỏ vấn đề. Câu này có ba chữ hí là ba đoạn âm và 5 trường âm, đó là 5 trường âm thông thường e te ti tha ne. Rồi câu số 3, có ai thắc mắc? Im ru. Như vậy là qua câu thứ 4. Câu thứ 4, gacche deva na santi ke, gacche deva na santi ke, gacche deva na santi ke. Chữ ở đây, chữ Devana thì nó thuộc về của chư thiên sở hữu cấp. Nếu mà sở hữu cấp số nhiều ở đây phải là Devanam. Nhưng mà chúng ta cứ học để đi, biết vậy. Nhưng mà không phải vậy à, thì thôi cứ thế mà làm đi. Gacche deva na santi ke, gacche deva na santi ke. Cái câu số chúng ta thấy có bao nhiêu trường âm thông thường. Câu số 4, Sisuka nó có 4 trường âm thông thường, bà con ơi. À, Si niệm từ cũng là 4 luôn hả? Hỏi câu số 4 này có bao nhiêu trường âm thông thường? Thì bây giờ Sisuka này, Si niệm từ, Si chung nghĩa chính xác. Si kia mình chẳng qua bất trước người ta thôi. Thế nên mới thắc mắc, suy lập lại câu loại là sao? Bất chước người ta trên ba người đánh số 4 thì dưới bất chước đánh số 4 luôn. Trường âm thông thường là chữ che nè, chữ đê nè, chữ qua nè, chữ kê, chính xác 4 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm độc hay dòng nguyên âm? Trường âm đọc theo dòng nguyên âm có 4 có một dịp luôn ha, tức là không có trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Vậy thì trường âm nhấn có bao nhiêu quý vị? Trường âm nhấn có 2. Khi Dung Nguyễn mà chát lên trước á thì thấy rằng tự tin, nhưng mà chát lên sau cùng như vậy chứng tỏ là copy người ta. Thế thì bây giờ Sikke Dung Nguyễn chứng tỏ khả năng của mình, không phải như người ta mình bất chước. Rồi Sikke Dung Nguyễn đứng lên mạnh dạn phân tích câu số 4 này để người ta biết mình có thực lực, chứ không phải là thấy người ta chát số 2 mình bất chước chát số 2. Mời Sikke Dung Nguyễn câu số 4, câu cuối cùng. Kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Dạ con kính chào các cô chú trong đại tràng. Dạ con lại xin phân tích lại câu số 4 ạ. Gacche deva na santike santike, gacche deva na santike, gacche deva na santike. Dạ gác là trường âm nhấn,
Dạ. Lát là trường âm nhấn. Dạ. Che là đoạn. Dạ. Con đã con xin phân tích lại. Gát là trường âm nhấn. Dạ. Che là trường âm thông thường. Đê là con 1 2 3. Dạ. Đê là trường âm thông thường. Qua là trường âm thông thường. Đá là đoạn âm. Xăng là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Và ca là trường âm thông thường. Dạ, trong câu này thầy có hai trường âm nhấn. Dạ, có hai trường âm nhấn mà có một hai, dạ, bốn trường âm thông thường ạ. Một hai. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Con có sai thì con xin ngài sửa ạ. Con kính dâng bát đảnh ngài. Sa thu, xích dùng nguyện một đống hoa của xích kem nè, rồi xích xú khá, đúc khá nữa. Như vậy thì không có chỗ nào sai. Tuy nhiên cái giọng đọc với xích dung nguyễn khi mình phân tích trường âm thì mình phải đọc nó là cái giọng dài, còn đoạn âm là cái giọng ngắn. Cho nên cái từ mà đê qua nã san, chữ nã thì chúng ta phải đọc nhanh chút cho chữ nã không nên kéo dài ha. Gá chê đê qua nã san, nã san tí tê ha. Chữ san chữ nã chữ tí chúng ta đọc hơi nhanh một tí. Ga che de wa na san ti ke, na san ti ke, chữ tí chúng ta đọc nhanh, chữ na đọc nhanh, đừng có kéo dài hai chữ đó ha. Rồi như vậy sẽ dùng nguyện coi như tự lực mình na, chứ không phải là bất chấp người ta. Hồi nãy là nó oan ha, thôi xin lỗi nha. Giỏi đâu phải dở đâu, vì thấy phân tích vậy thấy giỏi lắm rồi. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 4 chúng ta cũng phân tích xong xuôi. Và giọng đọc của chúng ta sẽ liền lạc giữa hai câu này. Ê tê hít tì hít thà nề hít gá chê đê hoà ná sân tí kê. Ê tê hít tì hít thà nề hít gá chê đê hoà ná sân tí kê. Ê tê hít tì hít thà nề hít gá chê đê hoà ná sân tí kê. Rồi câu số 3, câu số 4 có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc. Vậy thì chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Sát chẳng phát nề nắp phú chạy gia đất chấp bát mềm bí giả chí tổ ê tê hí tì hí thà nề hí gá chê đề hoà nắp sân tí kê. Sát chẳng phát nề nắp phú chạy gia đất chấp bát mềm bí giả chí tổ ê tê hí tì hí thà nề hí gá chê đề hoà nắp sân tí kê. Cái đọc thứ hai. Sách chẳng phát nề nó cú chạy gia đất chấp bát mềm bí giả chi tổ. Ê tê hí tì hí thà nề hí gá chê đề hoà nát sần tí tê. Sách chẳng phát nề nó cú chạy gia đất chấp bát mềm bí giả chi tổ. Ê tê hí tì hí thà nề hí gá chê đề hoà nát sần tí tê. Nói thật không bằng nổ của ít khi người xin, nhờ ba việc lần này người đến gần thiên giới. Rồi xin mời quý vị. Ai là người đưa tay đầu tiên? Hôm nay sao quý vị khiêm nhường nhau quá ha. Sĩ Su Kha, Sĩ Kim.
Alo. Con lắng cảm ơn cô Kim cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính chị ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 224. Sắc chẳng pha lê la cút chay rát đát chấp bát mìm pizza chi tù ete hi tì hi thà lê hi gác chê đề hòa la san ti kê. Sắc chẳng pha lê la cút chay rát đát chấp bát mìm pizza chi tù ete hi tì hi thà lê hi gác chê đề hòa la san ti kê. Sắc chẳng pha lê na cút chảy ra đát chấp pháp pháp mìm pi già chi tù ê tê hi tì hi thà nê nê hi gác chê đề hòa na sàn ti kê. Sắc chẳng pha lê na cút chảy ra đát chấp pháp mìm pi già chi tù ê tê hi tì hi thà lê hi gác chê đề hòa na sàn ti kê. Sắc chẳng pha lê na cút chay ra đát chấp bát mìm pi già chi tổ ê tê hi tì hi thà nề hi gác chê đề hòa na san ti kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người xin nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính mời cô Kim lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con cũng cảm ơn cô Như Quang. Hello, có nghe được không? Dạ, ồ số khá không nghe được hả? Nghe được chưa? Dạ, cảm ơn. Dạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quy Phật tử. Dạ, cái máy con nó cũng update, nó cũng có những cái mà những dấu hiệu mới đó, chẳng hạn như là lúc mà nói thì bấm cái mũi cái dấu giống như là không giống như mũi tên mà giống như cái ổ bệnh Tennessee nhận nhận, lấy cái đó ra thì mới thấy cái mic, xong rồi nó bắt mình hô top talking cái màu đỏ nữa. Ra con đón con làm thử thôi, vậy cũng dễ thôi chứ không khó. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 224 Cảm ơn mấy cô Meta Như Quang, Su Khá và Du Nguyễn. Dạ, nãy cho tín hiệu rõ. Dạ, bây giờ đọc ha. Sắc chẳng phá nề na khúc chày giá đất chắp phát miền phía già chi tồ ê tê hi tì hi thà nề hi gắt chê đề hòa na sằng ti khề. Sắc chẳng phá nề na khúc chày giá đất chắp phát miền phía già chi tồ ê tê hi tì hi thà nề hi gắt chê đề hòa na sằng ti khề. Sắc chẳng tha nề na khúc chày giá đất chấp phát miền phi già chi tổ ê tê hi tì hi tha nề hi gắt chê đề hòa na sằng ti khề. Sắc chẳng tha nề na khúc chày giá đất chấp phát miền phi già chi tổ ê tê hi tì hi tha nề hi gắt chê đề hòa na sằng ti khề. Để lấy hơi đọc một lần, một hơi thôi được. Sắc chẳng pha nề na khúc chày giá đắp chắc phát miền phi già chi tổ ê tê hi tì hi thà nề hi cắt chê đề hòa na sẵn ti khề. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh nhờ ba việc làm này người đến gần thiên giới. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn có xài sinh sự sữa. Dạ con xin trả máy rồi.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được. Dạ, cảm ơn cô Như Quang cho biết đã nghe được. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài cầu Pháp Cú 224. Cảm ơn cô Như Quang. Sắc chăng pha nề na cút chay gia đáp đát chắp bát mềm bi gia chi tô ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chê đề hòa na san tí kê. Sắc chăng pha nề na cút chay gia đát chắp bát mềm bi gia chi tô ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chê đề hòa na san tí kê. Sắc chăng pha nề na cút chê giá đát cháp bát mìm bí gia chí tô tê hí tì hí thà nề hí gắt chê đề hòa na san tí kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Sắc chăng pha nề na cút chay giá đát cháp bát mìm bí gia chí tô ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chê đê hòa na san tí kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng ít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Ủa hồi nãy cô Kim khi nghe được khi không hả? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh liên tục không? Dạ, cảm ơn cô Như Quang. Cảm ơn huynh đạo huynh. Dạ, vậy thì mít ta xin xuống mít nhường cho người khác ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần được con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đầu tràng, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Mita, cảm ơn Sis Như Vàng, cảm ơn Đạo Vinh. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 224. Dạ. Sắc chăng pha nề na cút chê gia đắc chắp bát mìn bí gia chi tô ê tê hi tì thi thà nề hi gắc chê đề hòa na sanh thi kê. Sắc chăng pha nề na cút chê gia đắc chắp bát mìn bí gia chi tô ê tê hi tì thi thà nề hi gắc chê đề hòa na sanh thi kê. Sắc chăng pha nề na cút chê gia đắc chắp bát mìn bí gia chi tô ê tê hi tì thi thà nề hi gắc chê đề hòa na sanh thi kê. Dạ, con xin đọc bài ấn vị dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Nói thật, không phận nộ của ít thí người sinh ba việc làm, ba việc nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Nói thật, không phận nộ của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Sắc chăng pha nề na cút chê gia đắc chắp bát mìn bí gia chi tô ê tê hi tì thi thà nề hi gắc chê đề hòa na sanh thi kê. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phận hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt
ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Đó là bản dịch cho của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, niệm từ đã đọc xong, con đã đọc xong, con có sai, xin Ngài sửa lại dùm con ạ. À, niệm từ xin dâng nước lời cho đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. À. Nam mô Buddhaya. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Thầm Ma ạ, Nam mô Sang Kha ạ. Con thành kính ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn. Chị Metta Như Quang Kha Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Dương Nguyễn, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh số 224. Dạ, cảm ơn Bình Đạo Bình cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Như Quang. Sa chăng pha nệ cụt chay giá đắp Chappasmin Bija Chito Ete Hiti Thane Higache Dewa Nasantike Satchang Phane Nakut Chay Yadat Chappasmin Bija Chito Ete Hiti Thane Higache Dewa Nasantike Satchang Phane Sát chẳng phá nệ đá cút chạy giá đắp chắp bát mình Bì gia chi tôn ế tê hi tê thi nạ ế tê hi tê thi thả nệ hi gạch chạy đệ qua nó sanh tì kê. Nói thật không phận nộ của ít thì người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sạch sạch chẳng phá nề nó cút chay giá đắp chấp bát mình bí gia chi tơ ệ tê hi tì hi thả nề hi gạch chê đệ qua nó sanh tí kê. Sạch chẳng phá nề nó cút chay giá đắp chấp bát mình bí gia chi tơ ệ tê hi tì hi thả nề hi gạch chê đệ qua nó sanh tí kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng trích trong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai, Ngài chỉ dạy lại cho con. Và Nhật Bình kính mời đạo tràng ạ. Dạ nãy giờ Nhật Bình không có chút máy nên không biết vị nào đọc rồi, vị nào chưa đọc nhà kính mời quý vị. Có thể vị nào chưa đọc thì cầm mic ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ xà thú bằng tay Dung Nguyễn. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng hiện diện trong đại tràng. Dạ con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào các cô chú trong đại tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 224 ạ. Dạ con cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh và Ngân Đạo Huynh đã cho con biết tín hiệu ạ. Sắc chân phá nề ná cút chay giá táp chà bá mìn bí chà chí tồ ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chê đều qua ná sàng tí kề. Sắc chân phá nề nà ná cút chay giá đáp chà bá mìn bí chà chí tồ bí chà chí tồ ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chê đều qua ná sàng tí kề. Đều qua ná
Dạ, đọc lại là gác chê đê qua nát san tí kê. Sắc chân phá nề ná cút chay giá đắc cha đắc chắp bá mình bí cha chít tô. Ê tì ê tê hí tì hí thà nê hí gác chê đê qua nát san tí kê. Sắc chân phá nê ná cút chay chay giá đắc chá mình bí gia chí tô. Ê tê hí tì hí thà nê hí chê đề hoa nát sàng tí kê. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người xin nhờ ba việc lành ấy, người đến gần thiên giới. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sắc cha sắc chân phá nề ná cút chày giá đất trà đất chát bá mình bí trà bí gia trí tổ. Ê tê hí tì hí thà nề hí gác chê đề hoà ná sàng tí kê. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận làm câu nằm lòng. Giáo nghèo vẫn chẳng rít sông, ba điều tốt ấy thông dông cảnh trời. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con có sai thì con kính xin Ngài và quý cô sửa giùm cho con để con đọc đúng hơn ạ. Dạ, con kính dâng mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá. Con Phố Biển, con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Con xin trả bài câu Phật cúng số 224 ạ. Sắc chân phá nề ná cút chày giá đáp cháp bát mìm bí già chí tô. Ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chề đề hòa ná sành tích kề. Sắc chân phá nề ná cút chày giá đáp cháp bát mìm bí già chí tổ. Ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chề đề hòa ná sanh tí kề. Sách chàng phá nề ná cút chày giá đáp cháp bát mìm bí già chí tổ. Ê tê hí tì hí thà nề hí gắt chề đề và ná sanh tí kề. Sắc chân phá nề ná cút chày giá đáp cháp bát mìm bí già chí tô. Ê tề hí tì hí thà nề hí gắt chề đề và ná sanh tí kề. Nói thật không phẫn nộ của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lần. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dân cảnh trời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong, con có sai chỗ nào xin sửa sửa cho con. Con xin gửi mít lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Sangha Thamaya, nam mô Sanghaya. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin chào đạo tràng ạ. Con xin trả bài. Sát cham pa ne na khu
chế ya đa cha pa mềm bi cha chi cổ đô y tế hi tì hi thà nê hi yát chê đa hoa nát sang tí kê sát chàm ba nê nà khu chê nà chê ya đa cha pa mềm bi cha si chi tô y tế hi tì hi thà nê hi kacha de wa na san ti ke. Nói thật không phẫn nộ, ít thí của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong. Ba điều ấy thông dong cảnh trời. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. À, con xin xuống nước ạ. Con cảm ơn. Dạ, đạo huynh thành kính đảnh lễ sư Thi Đức. Dạ, kính chào quý bà, quý cô, quý anh, quý chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sít Như Quang Cần và Du Nguyễn cho biết tín hiệu. Dạ, đạo huynh xin một lần nữa là xin đảnh lễ sư và kính chào quý vị. Đạo huynh xin đọc câu kinh 224, kinh Pháp Cú. Sắp chanh phá nề ná cút chê giá đắp cha bắt mìm bí gia chí tô ê tê hí tì hí thành nề hí gắt chê đê hoa ná sanh tí khê. Sắp chanh phá nề ná cút chê giá đắp cha mìm bí gia chí tô ê tê hí tì hí thà nề hí gách chê đề hoa ná sanh tí khê. Nói thật không phẫn nộ, của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ là: chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng, dẫu nghèo vẫn chẳng ít rong. Ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Dạ, và đạo huynh cũng thêm một điều là đạo huynh cũng là người đa giáo, chắc là đạo huynh đạo tràng ai cũng biết rồi. Thì đạo huynh có học là trong đạo Kitô đó, họ cũng dạy có những điều cũng giống như mình nhà Phật của chúng ta, là họ nói là sự thật sẽ buông tha chúng ta. Yeah. The truth will release us. Với một câu nữa là nghe mau mà chậm giận. Yeah. Thì đạo huynh thấy là trong các tôn giáo cũng có điểm chung đó. Dạ. Yeah. Dạ, đạo huynh sẽ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa là xin cảm ơn đạo tràng và xin nhường bích lại dùng cho một người khác. Sa tu huynh đạo huynh, chắc huynh là người cuối cùng ha trong cái vấn đề mà ôn lại câu Phật ngôn 224. Nhưng mà có một từ huynh đạo huynh coi như hơi không được tự tin,
Đó là câu số 2. Đắc chấp bát mềm vị già chi tổ. Đắc chấp chứ không phải là đắc cha ha. Huynh đạo huynh, trường âm thông thường khi mà nó biến thành trường âm nhấn thì chúng ta chú trọng về trường âm nhấn ha, chứ không có đọc đắc cha ha, mà đắc chấp bát mềm vị già chi tổ ha. Rồi xà tu xà tu. Hôm nay Sĩ Quýt Sư Na cũng lên trao bài nữa, nhìn là tiến bộ nhiều lắm rồi, mặc dù coi như là đọc cũng bị bắp chứ không phải là không, nhưng mà huynh đạo huynh cái giọng rõ ràng quá, dễ nghe quá, cho nên thấy chữ đắc cha chứ không phải phải đọc là đắc chấp chứ không phải đắc cha ha. Rồi như vậy là xong phần kinh, bây giờ qua phần kệ. Phần kệ thì tương đối cũng dễ, bởi vì 8 từ thì chúng ta chưa làm. Chúng tôi xin đọc trước để rút ngắn thời gian. Sa chăng pha nê na cu chay ya da cha phát minh pi ya chi tô e te hi te ti tha nê ga che de wa na san ti kê. Rồi bây giờ chúng tôi xin lặp lại lần thứ hai ha. Satchang phane na kuchaya dachapatmin piya chito ete hite hithane hi yache se dewa na santike. Lần thứ hai em bị bắp một tí. Chất chân pha nê na cu chay ya da cha phát mêm bi ya chi tô e te hi ti hi tha nê hi ga che đê wa na san ti kê. Nói thật không phẫn nộ của ích thi người sinh, nhờ ba việc lần này người đến gần thiên giới. Rồi chúng xin mời quý vị kể thì tương đối nó dễ hơn ha. Rồi bàn tay vị nào cứ mình dạng lên đọc kinh được thì giọng kệ nó tương đối dễ hơn giọng kinh ha. Nhưng mà đây âm từ chúng ta chưa làm hai, 4-4 thì dễ đọc ha. Cái nhiều cái bài nó dài dòng khó đọc, nhưng mà quý vị vẫn đọc tốt. Chẳng qua quý vị nhường cho nhau mà thôi ha. Thôi thì bây giờ ai đọc trước? Chỉ cần 2-3 người là đủ rồi. Thôi, ai xung phong xin mời. Dạ, đạo huynh xin xung phong trước này. Dạ. Một lần nữa là con cảm tạ sư trí đức đã chỉ dạy cho con mấy cái chữ con đọc tập. Dạ. Dạ, xin đảnh lễ sư. Dạ, xin kính chào quý bà, quý cô, quý anh, quý chị trong đạo tràng. Dạ. Đạo huynh xin đọc lại kinh và sau đó là kệ câu pháp cú 224. Dạ. 224 kéo xuống. Dạ. Dạ. Phật pháp online đã bốt bài. Sách chân phá nề ná cút chày giá đắp chấp bát min nim bí già chí tô ê tê hí tì hí tha nề hí gấp chê đề hoa ná xanh tí khê. Sách chân phá nề ná cút chay giá đắp chấp bát nim bi cha chi tô e tê hi ti hi tha nê hi cách chê đề quê đề qua ná sanh tí khê. Sách chẳng phá nê ná cút chay giá đắp chấp bát nim bi cha chi tô e tê hi ti hi tha nê hi cách chê đề quê ná xanh tí khê. Dạ, cái câu đó phải là hít thời hơi dài, thưa sư với đạo tràng, như đọc cho hết. Dạ, nói thật không phẫn nộ, nói thật không phẫn nộ của ít thấy người sinh, nhờ biệt lành này, người đến gần thiên giới.
Dạ, đạo huynh xin kể. Sách chân phân đế na cút cây ya đặt chấp ba nhân bi cha chi tổ ê thế hi ti hi thân nê hi gặp chê đê qua na san ti kê sách chân phân đế na cút cây ya đầy chấp bát mít bi cha chi tổ ê thế hi ti hi than nê hi gặp chê đê qua na san ti kê. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Đạo Huynh. Con xin nhường mấy. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta Như Quang dùng nguyện cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được kể ạ. Nhà Nhật Bình kể xong kính mời bằng tay chị Metta Dung Nguyễn và xích niệm tư nhà quý vị trong đạo tràng ạ. Sát chăng pha nê na cút chay ya đa chấp bát min bi ya chi tô ê tê hi ti hi tha nê hi ga chê đệ qua na san ti kê sát chăng pha nê na cút chay ya đập chập bát min bi ya chi tô ê tê hi ti thi na nê hi gạch chê đê qua na san ti kê nói thật không phận nộ của thí người sinh nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn huynh đạo huynh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sát chăng pha nê na cút chay ya đa chập bát min bi ya chi tô ê tê hi ti thi na nê hi gạch chê đê qua na san ti kê sạch chăng pha nê na cút chay ya đa chập bát đạt cha chấp bát miên bị gia chi tô ê tê hi ti hi tha nê hi gạch chê đê qua a san ti kê chân thật là đức làm đầu chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng dẫu nghèo vẫn chẳng trích rong ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh mời bàn tay chị Metta, mời Dung Nguyễn, mời Xích Niệm Từ, mời Thi Lâm, mời Xích Duyên. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Thi Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn huynh đạo huynh, cô Nhật Quỳnh, Dung Nguyễn cho biết nghe rõ. Dạ, con cũng xin kể. Câu pháp 224. Sắc chăng pha nê na cút chay ya đa chấp bát ya chi tô ê tê hi ti hi tha nê hi gạc chê đê quá na san ti kê. Dạ, con xin lỗi. Sắc chăng pha nê na cút chay ya
đa chấp bát min đi ya chi tô ê tê hi ti hi tha nê hi gặt chê đê quá nà san tí kê. Nói thật, không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Sắc chăng pha nê na cu chay ya đa chấp bát min bi ya chi tô ê tê hi ti hi tha nê hi gặt chê đê quá nà san tí kê. Dạ, con cũng xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Dưới nè. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Dạ, con xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, còn kính đảnh lễ các chư tôn đức tăng đại diện trong đạo tràng. Con kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào các cô chú. Dạ, con xin kể câu pháp cú 224 ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Mít Ta cho con biết tín hiệu. Cô Như Quang đã bút bài cho con. Dạ. Sacchang phane na kuchaya dacchabamin biya chito eteite tane yachede kwa na santike. Sacchang phane na kuchaya dacchabamin biya chito ete ite tane te yaccha dekwa na santiken sacchang phane na kuchaya dapya bamin bincha chito ete ite tane chê đê qua na san tí kê. Nói thật, không phẫn nộ của ít thí người sinh, nhờ ba việc lành này người đến gần thiên giới. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Sát chăng phá nê na cú chê ya đắp đắc chấp ba min bi ya chi tô e te te tha ne ya che de qua na san ti ke. Chân thật là đức làm đầu, chẳng nên phẫn hận là câu nồng lòng. Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong, ba điều tốt ấy thông dong cảnh trời. Dạ, con đã kể xong ạ. Con kính xin dâng mít đến cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, 123 trong các dòng kệ quý vị thấy Xích Dung Nguyễn kệ giống như là kệ vậy quý vị cũng hoan hỷ ha, bởi vì kệ thì đọc sao cũng được hết, nhưng mà chúng ta phải cố hồn vào đó đọc với một sự chú tâm thì dầu với giọng cao dầu với giọng thấp, nhưng mà chúng ta an trú được trong pháp. Và câu Phật ngôn này rất là quan trọng. Đây là một câu Phật ngôn mà cũng có thể là một nguyên nhân đạo Phật được hưng thịnh. Và chính trong cái lợi thì có cái hại. Đạo Phật được hưng thịnh do Ngài Moggallana, Ngài Mục Kiền Đen. Ngài là một vị đệ nhất thần thông ha. Nhưng mà cũng do những cái thần thông của mình để khám phá ra cái cảnh thiên giới. Tại sao người ta được sanh thiên? Đó là do ba cái pháp.
một không phẫn nộ, à tức là có sự chân thật. Hai là cái người mà có cái tấm lòng à, vật chất rất là ít ỏi nhưng mà cũng sẵn sàng với bàn tay rộng mở. Và cái người thứ ba là cái pháp thứ ba, tức là người đi khất thực, người xin ăn. Nhưng mà người đi khất thực, người xin ăn này là người có giới à, thí người xin, tức là cũng hình thức đi xin ăn nhưng mà không năn nỉ, không van xin, không đòi hỏi, mà thể hiện qua cái phạm hạnh của một người có giới. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Trước khi đi vào duyên sự đọc trước cha. Chất chân phân đề đắc quý thầy giá đắc chấp pháp mềm vĩ dạ chí tổ ê tê hít tì hít thà nê hít khá chê đê hoa ná sân thiết kề. À, nói thật không phẫn nộ với thí người xin, nhờ bao việc lành này người đến gần thiên giới. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, và đề cập đến cái câu hỏi của Ngài Múc Ra La Na. Một thứ nọ, Ngài Múc Ra La Na đi du ngoạn trên thiên giới, thấy một thiên nữ có nhiều oai lực đang đứng tại cửa đền. Vị thiên nữ khi thấy Ngài Múc Ra La Na đến định lễ Ngài, và Ngài mới hỏi rằng: này thiên nữ, sự vinh hiển của cô thật là lớn hay, chẳng hay cô đã làm được việc gì à, mà được cái phước đức như thế. Là Ngài, xin Ngài đừng có hỏi tôi cái việc phước nhỏ nhàng đó. Bởi vì cái vị thiên nữ nghĩ rằng phần phước mình làm quá nhỏ cho nên có sự hổ thẹn như vậy. Tuy nhiên Ngài Múc Ra La Na cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Nàng thiên nữ đó mới trả lời: tôi chẳng bao giờ biết làm bố thí hoặc là cúng dường lễ bái, cũng chẳng màng nghe pháp gì hết. Tất cả việc tôi làm là chỉ giữ cái lời chân thật mà thôi. Ngài Múc Ra La Na được sanh lên thiên giới do sự chân thật. Rồi Ngài lần lượt đi đến các tòa thiên cung khác và hỏi thăm các thiên nữ về cái thiện nghiệp của các nàng khi còn ở nhân giới. Tuy có vị dấu quanh như vị thiên nữ trước, nhưng mà rồi cuối cùng các vị thiên nữ đó cũng trình bày lên cái hành nghiệp của mình. Bạch Ngài, tôi không có làm phước bố thí gì hết, mà trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, tôi là một nữ nô lệ. Chú của tôi là một người hung tàn bạo ngược. Ông ta luôn có ý nghĩ cầm roi đánh hoặc là cầm gậy à, đánh bể đầu người khác. Có lắm lúc tôi nổi giận lắm chứ, nhưng mà lại nghĩ ông ta là chủ của mày, ông ta có quyền hỏi tội mày giữa đại chúng, hoặc là xẻo mũi, xẻo tai của mày, mày không có được quyền giận người chủ của mày. Tôi đã tự nguyện khuyến cáo mình như thế và kềm chế được sự nóng giận. Do đó mà tôi được sự vinh hiển ở thiên giới này. Một nàng thiên nữ khác bạch rằng: bạch Ngài, thời trước tôi là người giữ ruộng lúa, tôi có dâng một cây mía đến một vị tỳ kheo, do hành nghiệp đó tôi được sanh lên thiên giới này. Cô khác thì nói: tôi có dâng một trái tim bà rạ sạ cá. Cô khác thì nói: tôi có dâng một trái dưa chuột. Cô khác thì nói: tôi có dâng một nấm loại trái niêm bát. Bằng những cái hình thức tạo thiện sự như vậy, mỗi vị thiên nữ cho biết cái sự cúng dường nhỏ mọn của mình, và tất cả đều cũng rằng do cái lẽ đó mà chúng tôi được sự vinh hiển trên thiên giới này. Khi nghe rõ các tiền nghiệp của các vị chư thiên nữ ấy, Ngài Múc Ra La Na từ cung trời trở về đánh lễ Đức Phật và bạch hỏi rằng: bạch Ngài, có thể nào chỉ với lời chân thật, chỉ có sự kềm chế sự nóng giận
chỉ có sự cúng dường những vật rất là hèn mọn như trái cây tim bà rã hay là trái cây niêm bá hay là trái dưa chuột mà được hưởng sự vinh hiển của chư thiên chăng. Này Mục Bà La Na, tại sao ngươi còn hỏi Như Lai? Vậy các thiên nữ há đã chẳng giải tỏ cái lý giải mà cho ngươi thấy rõ về cái quả ở thiên giới hay sao? Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con tin tưởng rằng chỉ làm bấy nhiêu đó cũng có thể hưởng được phước lộc của chư thiên. Này Mục Bà La Na, dầu chỉ nói lời chân thật, chỉ dứt bỏ sự sân hận, kiềm chế sự sân hận, chỉ cúng dường chút ít, người ấy cũng có thể thọ sanh lên thiên giới được như thế cả. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 224 này: Sát chân phát nê nó cú chay giá đá chấp pháp nên tí gia chí tô ê tê hí tì hí thà nê hí gá chê đê hoà lát sân tích lát thật không phẫn nộ của ít thí người xin ba việc lần này người gần thiên giới. Khi mà câu Phật ngôn này được chấm dứt, rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đầu quả tu đầu. Nhân sự này cho chúng ta thấy rằng muốn biết làm sao cái thiện duyên sinh lên hưởng phước lộc thiên, hãy nghe Phật dạy ba điều thiện đúng với lòng tin Đức Mục Liên, chân thật là nhân sắp hàng đầu, kế là tác dụng chớ cầu mầu, sau cùng dân cúng tuy rằng ít, đến bậc ăn xin chẳng vọng tội. Như vậy thì duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy muốn được sanh về nhàn cảnh, về thiên giới, cái điều quan trọng là sự chân thật, giảm bớt đi sự phẫn nộ, hãy kềm chế nội tâm. Rồi với cái khả năng của mình, do cái niềm tin mà không được, đó là nhiều mong cao vô đầy, mà với cái tâm quan hỷ vật chất dù có ít, nhưng mà đối với những người đi ăn xin có giới hạnh, có giới đức, thì cái phước báo đó nó cũng đem đến cho chúng ta sự an vui của nhà cảnh. Chính vì Ngài Mục Tiền Liên đi hỏi các hạnh nghiệp của các vị chư thiên ở các cõi trời và đem về nói lại trong nhân giới này để cho người ta bỏ dữ làm lành, và người ta đã có một cái khuynh hướng từ bỏ các cái tà giáo khác theo về với Đức Phật ngày càng đông, và lợi lộc đã phát sinh đến chư tăng rất là nhiều trong thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, mà thời kỳ Đức Mục Kiền Liên còn tại kiền. Chính vì vậy cho nên các ngoại đạo mới có một cái sự tranh giác, nghĩ rằng chính Ngài Mục Kiền Liên là cái nguyên nhân làm cho Phật giáo hưng thịnh, bởi vì Ngài đã từng lên các cõi trời, Ngài đã từng xuống dưới địa ngục, thế rồi đem những cái chuyện thiện ác đó trình bày cho dân chúng biết, và họ đã bỏ ác tập thiện theo với Phật giáo rất là đông. Cho nên các tôn giáo bạn thời kỳ đó rất là ghét Ngài Mục Kiền Liên và tìm cách hãm hại Ngài bằng cách thuê 500 tên cướp với một cái giá mà coi như là nếu mà giết được Ngài Mục Kiền Liên thì sẽ tặng cho một số tiền vàng khủng. Vì thấy vàng nó mờ mắt, 500 tên cướp đó đã nghe lời nhóm ngoại đạo để rồi rình rập Ngài Mục Kiền Liên. Ngài ở trong cốc như vậy, nhưng mà nó đến lần thứ nhất nghe tiếng động, Ngài đã dùng thần thông bay lên hư không, và khi nó vào trong cốc thì không thấy ai hết.
Rồi, lần thứ hai cũng thấy có sự rình rập và có những cái điểm chẳng lành sẽ đến. Ngài cũng dùng thần thông bay qua ô khóa. Nhưng mà rồi đến lần thứ ba, tại sao mà nó tìm cách nó hại mình, nó kiếm chuyện với mình? Khi quán về cái nhân trong quá khứ và cái quả nó trổ bây giờ, thì Ngài mới thấy rằng chính do cái tội bất hiếu, chính do cái tội bất hiếu mà bây giờ cái ác nghiệp nó đã trổ đến với mình. Thế là Ngài chấp nhận, không có sử dụng thần thông nữa, mà cái thần thức của Ngài thoát ra khỏi cái thân xác, để lại một cái ngũ uẩn ngồi hệ đó. Và lần thứ ba này thì 500 tiên cơ bước chân vào và thấy Ngài vẫn ngồi đó, mừng quá, thì nó bầm Ngài ra nát như tương, bầm lén ra dục thân thể mỗi nơi mỗi khúc như vậy. Rồi khi mà cái nhóm cướp này nó đã rút đi khỏi rồi, thì chính lúc đó Ngài mới nhập vào thân xác, hồn hồn lại giống như một người chưa có bị gì hết, nhưng mà cái ngũ uẩn cũng đã tiêu rồi ha. Thì Ngài mới về xin phép Đức Phật nhập niết bàn, và Đức Phật nói thời gian phải lẽ ngươi cứ làm theo việc của ngươi đi. Và thì quý vị biết rằng thường thường các vị hai vị thường thủ tinh văn trước Đức Phật trước 3 tháng, Ngài phục tiền liên xin phép Đức Phật đi trước, và không bao lâu thì Ngài Xá Lợi Phất cũng xin phép Đức Phật về nhập niết bàn ngay tại cái chỗ mà chung nhau cắt xuống, nơi cái chỗ sinh ra Ngài Xá Lợi Phất. Thì như vậy đối với câu Phật ngôn này cũng là một cái nguyên nhân, Ngài Mục Kiền Liên đã lấy những cái hạnh nghiệp tốt của các vị thiên nữ, các vị chư thiên về cho thế gian biết rằng nhờ nói thật nè, sự chân thật nè, nhờ ít phẫn nộ nè, nhờ có cái tấm lòng mình bố thí với một bàn tay rộng mở, không vì vật chất của mình coi như là dồi dào rất là ít coi, nhưng mà cái tấm lòng của mình giàu, và cái đối tượng là cái người xin đó là người coi giới được chính ba cái pháp này mà một số các vị được sanh lên làm chư thiên, mặc dù không hiểu Phật giáo là cái gì, nói thật không phẫn nộ, đó là một sự chân thật. Và sự chân thật đó không riêng gì trong Phật giáo có, mà ở thế gian họ cũng có, họ cũng biết về Phật pháp, họ cũng thực hành theo cái sự chân thật này để rồi được sanh lên thiên giới ha. Rồi của ích thí đến người xin bằng cái hình thức bố thí đến những người có giới, thì chúng ta thấy với hai điều này nó cũng hỗ trợ để chúng ta được sanh về thiên giới. Lần sau nếu mà những câu Phật ngôn mà quý vị cần thảo luận thì chúng ta sẽ gom lại trong cái sự học của chúng ta là vừa kinh vừa kể ha, để có thời gian quý vị đóng góp ý kiến trong những câu Phật ngôn thì chắc chắn rằng sẽ linh động hơn. Nhưng mà hôm nay thì quý vị cũng đã thấy thời gian cũng đã trôi qua mà chúng ta không có cơ hội để thảo luận, không nói lên cái sự đồng cảm của chúng ta đối với câu Phật ngôn này. Tại sao chỉ có chân thật mà được sanh về nhàn cảnh? Tại sao người ít nóng giận cũng được sanh về nhàn cảnh? Rồi người ta nghèo chỉ có bố thí có hành trái dưa chuột thôi mà cũng được sanh về nhàn cảnh, vân vân và vân vân. Thì cái đó mong rằng những sự thắc mắc này quý vị sẽ hỏi trong những cơ hội khác. Và trong cái mùa lễ hội dân y thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng hơi bận rộn,
Mùa lễ hội Giáng Y là một cái mùa mà Chư Tăng được thêm một tuổi hạ, tức là ngày Tết của Chư Tăng. Thì chúng tôi có ý kiến thế này: chúng ta sinh hoạt Phật Pháp trong cái room này, mà sự hiểu biết về Phật Pháp thì quý vị thấy Ngài Diệu Tông rất là tuyệt vời qua những cái trường lớp Phật học ở nước ngoài. Và Ngài đã duy trì ngày Chủ Nhật từ A tới Z, từ đầu đến đuôi, một mình Ngài mà đứng ra suốt một thời gian dài như vậy để trả lời những thắc mắc, những câu hỏi. Và những cái điều chúng tôi rất là khâm phục, khi mà không nắm chắc phần thắng, không nắm rõ được cái nội dung, xin hẹn lại và sẽ trả lời trong lần sau, tức là phải về nghiên cứu lại, phải nhìn nắm chắc cái yếu lý để rồi sẽ trình bày lại trong những kỳ sau. Đó là một điều chúng tôi rất là khâm phục Ngài Diệu Tông. Và sự thắc mắc của quý vị nhờ Ngài giải đáp mà sự tu tập của chúng ta ngày càng tiến hóa hơn. Vậy thì tri ân đến Ngài Diệu Tông, chúng tôi đề nghị những vị ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, Ngài sống giới hạnh rất là tốt, chúng ta hãy hỗ trợ cho Ngài bằng tứ vật dụng, những cái gì cần thiết. Cái Ngài thì không bao giờ đưa ra một cái yêu cầu, tức là ở đây cũng giống như cái vấn đề bố thí đến người xin. Ở đây cái câu Phật ngôn này ha, cái chữ của ý thí người xin cho đến người có giới, nhưng mà người có giới họ không đòi hỏi, họ không yêu cầu. Giống như câu chuyện mà một vị vua yêu cầu của một vị thọ đầu đà ở trong rừng á, đức vua rất là kính trọng quý vị đâu phải giới đức, mà đức vua với Pavarana, tức là yêu cầu vị đại đức đó là ngài có cần gì, thiếu thốn gì thì ngài cứ nói lên, trẫm sẵn sàng hộ độ. Thì cái vị thọ đầu đà đó, vị tỳ kheo đó mới nói rằng được rồi, khi nào mà tôi cần tôi sẽ nói. Nhưng mà quý vị biết suốt 12 năm trời, cái dù của vị đó bị rớt, nhưng mà vị đó không hề hé răng. Để rồi một ngày nào đó đức vua vô tình và thấy cây dù bị rách, mới mua một cây dù khác dâng cho cái vị thọ đầu đà đó. Thì chúng ta thấy rằng trong tri túc có gì xài nấy, dù cái dù đã rách rồi, vá trùng vá đục nhưng mà mưa vẫn ướt như thường, nhưng mà 12 năm trời không hé răng. Thì ở đây quý vị, tức là quý vị ở Cali thì cũng gần Ngài Diệu Tông chùa Pháp Vân, thì quý vị nên hỗ trợ để cái đời sống vật chất hoặc là cái đời sống thọ mạng của Ngài Diệu Tông tương đối ổn định, sức khỏe tốt thì mới sinh hoạt trong rung của chúng ta được, chúng ta mới học hỏi được những điều hay lẽ đẹp. Thì mong quý vị quan hỷ. Đây là cái lời kêu gọi của chúng tôi. Còn riêng ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đã ngày mai, hôm nay là 13, mai 14, chùa Pháp Bảo Mỹ Tho của Thượng Tọa Bửu Hiền, và chúng tôi sẽ xuống đó. Thì theo thông lệ, thường thường là lễ Giáng Y Thượng Tọa Pháp Thanh lên, hoặc là thời kỳ trước thì đại đức người Khmer đó, thì chúng tôi cũng xuống dưới hoặc là mời đến đây để bồi dưỡng giảng sư. Thì ngày mai chúng tôi cũng sẽ xuống dưới đó, không ít thì nhiều. Đó là một cái phần để khích lệ trường hợp trả tiền net hoặc là tiền máy móc bị hư, thì người ta có qua có lại, người ta mới đến với mình, chứ bây giờ mình coi như cái bắp chanh bỏ vỏ đâu được. Họ có công thì mình cũng phải có của, có qua có lại thì mới được lâu dài. Thôi bây giờ cũng đã quá 5 phút rồi, xin sám hối với đạo tràng, chúng ta kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Đức Phật dạy,
để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giác hạnh bố thí và thâm thiền, siêu qua lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Etena sanchewache na sopivo hô tu sapana. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Sa sewana japala.